Đợi và đừng vì chữ đợi mà hối hận. Đợi con lớn, đợi kinh tế ổn định, đợi lãnh tiền lương, đợi công việc làm công ăn lương ổn tí, đợi có thời gian dành tí, đợi nghiên cứu thêm tí, đợi suy nghĩ tí, đợi tìm hiểu tí, đợi, đợi, và để rồi, đã muộn. Thưa quý vị và các bạn, có câu: hãy chải đầu khi còn tóc, hãy đánh răng khi còn răng, hãy rèn luyện, nâng cao sức khỏe và trí tuệ khi còn có thể. Hãy nắm lấy cơ hội, đừng đợi đến khi phải nói hai chữ giá như. Kính thưa quý vị và các bạn, nhân sinh có top 6 điều không thể chờ đợi. Xin mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm ngay sau đây. 1. Nghèo khó không thể đợi, bởi vì thời gian lâu rồi, bạn sẽ không còn cơ hội. 2. Khỏe mạnh không thể đợi, bởi vì thân thể một khi suy kiệt rồi, hết thảy mọi thứ đều vô nghĩa. 3. Giáo dục không thể đợi, bởi vì cây non mà siêu vẹo thì khi trưởng thành rất khó để uốn nắn. 4. Hiếu kính không thể đợi, bởi vì cha mẹ mất rồi, muốn hiếu kính cũng chẳng còn cơ hội. 5. Tình bạn không thể đợi, bởi vì không có bạn, muốn thoát khỏi trạng thái cô đơn có lẽ chẳng hề dễ dàng. 6. Thanh xuân không thể đợi, bởi thời gian trôi qua, có nhiều tiền nữa cũng không mua lại được. Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn khó có thể lường trước. Đời người như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc thôi là sinh mệnh đã trở về với đất. Cuộc sống này ngắn ngủi là vậy, cho nên cần tận dụng thời gian, làm những việc có ý nghĩa mới là quan trọng nhất. Quý trọng duyên phận, quý trọng thời gian, chính là quý trọng tính mạng của chính mình. Trân trọng mỗi phút giây được sống, trân trọng mỗi một tấm chân tình, trân trọng lấy những gì mình đang có, để tránh những tiếc nuối muộn màng. Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ Đợi và đừng vì chữ đợi mà hối hận. Hy vọng bài chia sẻ hữu ích với bạn. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Nếu bạn thấy video hữu ích, xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.